Thưa quý vị, một bộ xương khủng long ăn thực vật Apatosaurus dài 25 mét có niên đại 145 triệu năm trước đang được trưng bày ở một lâu đài khu vực ngoại ô Paris, nước Pháp để công chúng chiêm ngưỡng trước khi được đưa ra bán đấu giá. Bộ xương khủng long Apatosaurus này được đặt tên là Vulcan, được phát hiện trong một cuộc khai quật vào năm 2018. Với hơn 306 hóa thạch xương, đây là bộ xương khủng long hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện và đem đấu giá. Đây là một bộ xương khủng long đặc biệt vì nhiều lý do. Đầu tiên, kích thước và tình trạng bảo quản. 80% bộ xương được bảo quản tốt. Đây là một con khủng long còn nguyên vẹn. Bộ xương này có những bộ phận trước đây khoa học chưa biết đến, như hàm dưới, các ngón chân nhỏ. Ước tính ban đầu, giá của Vulcan là từ 3 triệu đến 5 triệu euro, tương đương 3,27 triệu đến 5,45 triệu đô la Mỹ, nhưng hiện đã tăng lên tới 10 triệu đến 15 triệu euro. Loài khủng long Apatosaurus rất nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ phim Công viên Kỷ Jura và được mô tả trong đồ chơi và sách báo. Thưa quý vị, quân đội Israel vừa kêu gọi người dân Liban rút khỏi một số khu vực mà Tel Aviv cho là thành trì của phong trào Hezbollah ở miền đông và miền nam nước này, kèm cảnh báo các lực lượng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào những khu vực nêu trên. Theo đó, thì Israel đưa ra cảnh báo đối với người dân đang ở gần các cơ sở và lợi ích có liên quan đến phong trào Hezbollah mà lực lượng phòng vệ Israel sẽ tấn công trong tương lai gần tại khu vực ở tỉnh Beka và ở miền đông và thành phố Tere ở khu vực miền nam. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh trước những lời kêu gọi cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn cương quyết bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn đơn phương và cho rằng điều này không thay đổi tình hình an ninh tại đây. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chính thức diễn ra. Ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, và bà Kamala Harris, ứng viên đảng Dân chủ, đã có những chiêu bài nhằm tăng cường uy tín bản thân và công kích đối thủ tại các bang chiến trường nhằm có được lá phiếu của cử tri. Trong một sự kiện vận động tranh cử tại quận Berks, bang Pennsylvania, ứng viên đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã bày tỏ sự bất ngờ khi sự kiện có sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc đảng Cộng hòa. Tại đây, bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Bất kể bạn thuộc đảng nào, bất kể bạn đã bỏ phiếu cho ai lần trước, đều có một vị trí dành cho bạn trong chiến dịch này. Liên minh mà chúng ta đã xây dựng có chỗ cho tất cả những ai sẵn sàng bước sang trang mới. Sau sự hỗn loạn và bất ổn của ông Donald Trump, tôi cam kết rằng tôi sẽ trở thành một tổng thống của tất cả người Mỹ và thực hiện lời cam kết đó một cách nghiêm túc. Trong buổi phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris khẳng định sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử, nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Và giống như mọi tổng thống mới nhậm chức, tôi sẽ mang theo kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chuyên môn và những ý tưởng mới mẻ của mình. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, tại buổi vận động tranh cử tại Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời lẽ công kích, chỉ trích bà Harris khi cho rằng bà là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Tôi sẽ nói cho bạn biết điều này. Bất kỳ người Mỹ gốc Phi hay gốc Tây Ban Nha nào, và bạn biết tôi đang làm tốt như thế nào. Nếu bỏ phiếu cho Kamala Harris, bạn phải đi kiểm tra lại suy nghĩ của mình. Hiện ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi sát nút trên các bảng thăm dò dư luận về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại bang Pennsylvania. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến thuật tranh cử mới của bà Harris sẽ thực sự kéo giãn khoảng cách giữa hai ứng cử viên tại khu vực này. Trong khi đó, trong cuộc thăm dò gần đây của Reuters, bà Harris đã dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ 46% so với 43%. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, luật cấm tuyên truyền ngăn cản người dân Nga sinh con vừa được Hạ viện Nga thông qua với số phiếu áp đảo trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp mới. Phó Chủ tịch Duma Anna Kuznetsova cho biết, luật này là một phần trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga. Theo đó, luật áp dụng đối với nội dung trực tuyến trên các phương tiện truyền thông, quảng cáo và phim ảnh, việc cổ suý tư tưởng không có con và phong trào sống không con cái. Động thái này diễn ra sau khi tỷ lệ sinh của Nga chạm mốc thấp nhất trong 25 năm qua. Tuy nhiên, các nghị sĩ cho biết luật này không nhằm mục đích hình sự hóa những người phụ nữ quyết định không làm mẹ. Hình ảnh vệ tinh ghi lại tuyến đường liên triều bị phá hủy hôm 14 tháng 10.
Đến hôm nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới xác nhận việc nước này đã cho nổ các tuyến đường bộ và đường sắt dọc theo phần phía đông và phía tây biên giới, gọi đây là một phần của quá trình chia tách hoàn toàn theo từng giai đoạn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Truyền thông Triều Tiên cũng gọi Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, qua đó xác nhận việc sửa đổi hiến pháp sau cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên hồi tuần trước. Đây cũng là yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi hồi đầu năm, ông Kim Jong Un tuyên bố việc thống nhất với Hàn Quốc không còn là lựa chọn và kêu gọi sửa đổi hiến pháp. Tôi tin rằng mục tiêu tiến tới hai quốc gia thù địch về cơ bản là chiến lược của ông Kim Jong Un. Nói cách khác, ông Kim Jong Un đang nói hãy xây một bức tường giữa hai miền Triều Tiên để chúng ta không còn ý thức về nhau và mỗi nước có thể tự mình tồn tại. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, truyền thông Triều Tiên hôm qua đưa tin 1,4 triệu thanh niên nước này đã nộp đơn xin gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này. Triều Tiên trước đó cáo buộc Hàn Quốc tiến hành nhiều vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực biên giới và thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc này. Chúng tôi lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa liên tục, của hành vi phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt liên triều, chặn biên giới phía Nam, và vì đã tuyên bố rằng Hàn Quốc đã gửi máy bay không người lái xâm nhập vào Triều Tiên, trong khi làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ, Nhật, Hàn thông báo về việc thành lập nhóm làm việc đa quốc gia gồm 11 nước chịu trách nhiệm giám sát các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Triều Tiên chịu nhiều biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 2006 vì chương trình phát triển hạt nhân. Từ năm 2019, Nga và Trung Quốc cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Hiện không có thời hạn nào đặt ra cho việc áp dụng các lệnh này. Theo Liên Hợp Quốc, những chuyến hàng viện trợ được chuyển đến Gaza đang ở mức thấp kỷ lục trong những tháng gần đây, đặc biệt là tháng 8, mặc dù các tổ chức nhân đạo liên tục kêu gọi Israel nới lỏng hạn chế. Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA cảnh báo về nguy cơ nạn đói hoặc suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza. Nạn đói do con người tạo ra, đó là một nạn đói có thể tránh được. Chúng ta biết giải pháp nên là gì. Giải pháp nên là để đoàn xe và thực phẩm đi vào dải Gaza để tránh tình trạng như vậy. Sự phong tỏa và các cuộc tấn công quân sự của Israel tại dải Gaza khiến nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đặt dấu hỏi liệu Israel có đang thực hiện chiến lược đầu hàng hoặc chết đói. Chiến lược này được một nhóm sĩ quan Israel nghỉ hưu đề xuất nhằm mục đích buộc Hamas phải từ bỏ quyền kiểm soát ở miền Bắc Gaza thông qua việc cưỡng chế di rời cư dân và phong tỏa khu vực. Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield bày tỏ lo ngại về chiến lược bỏ đói ở phía Bắc dải Gaza và cho biết Mỹ sẽ giám sát các hoạt động trên thực địa của Israel. Chính phủ Israel đã nói rằng đó không phải là chính sách của họ. Thực phẩm và các nguồn cung cấp thiết yếu khác sẽ không bị cắt đứt. Chúng tôi sẽ theo dõi để xem hành động của Israel trên thực địa có phù hợp với tuyên bố này không. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi một bức thư dài 4 trang yêu cầu các quan chức Israel phải thực hiện biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình tồi tệ ở Gaza trong vòng 30 ngày. Nếu không, Mỹ sẽ xem xét lại các khoản viện trợ cho Israel. Bức thư được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất của Mỹ dành cho Israel kể từ khi cuộc chiến với Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Gaza.